ai định nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Trời ơi anh Huy ơi, anh vô hồi nào em không biết luôn á. Anh vô bất ngờ vậy mới thấy Minh Châu thật là lãng mạn và biết đọc cả thơ tình nữa chứ. Huy ghẻ em hoài à. Thôi anh Huy chào quý vị khán giả đi. Đồng ý. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả, với anh Huy có biết sắp tới có ngày gì đặc biệt không? Minh Châu đọc thơ tình thì để anh xem coi. Ngày lễ tình nhân phải không nè? Dạ đúng rồi, ngày 14 tháng 2 dương lịch đó anh. Em biết ngày này du nhập từ phương Tây, nhưng mà bây giờ hả, bạn trẻ Việt Nam có nhiều bạn hay dùng ngày này nè để tỏ tình này nha, cũng như là thể hiện tình cảm với người yêu và người thân trong gia đình nữa đó. Đúng rồi đó Minh Châu, trong cái dịp đặc biệt này thì chúng ta cùng ngồi lại với người thân thương và thưởng thức một món ngon bên nhau thì rất là lãng mạn phải không? Dạ đúng rồi, hay là hôm nay anh Huy dạy em với quý vị khán giả một món ăn để dùng trong dịp Valentine đi. Đồng ý với Minh Châu 100%. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chế biến một món ngon, đó là món cà ri chả cá quý vị nhé. Để chế biến món này thì chúng ta cần có khoảng 300g chả cá, 100g đậu đũa, 50g hành tím, 3 lá chanh, ớt sừng, 1 trái cà bát, ngò rí, 500ml nước cốt dừa, dầu ăn, hạt nêm Azigon và cuối cùng không thể thiếu bột cà ri tiện dụng Aziquick. Rồi, bây giờ coi như là nguyên liệu xong rồi đó. Em đã nhớ hết rồi, bây giờ anh Huy chỉ em chế biến đi. Đầu tiên là chúng ta lấy đậu đũa này rửa sạch và chia ra làm hai phần. Một phần sẽ cắt 2 ly trộn vào với cái nhân cá, và một phần chúng ta sẽ cắt khoảng 2-3 phần. Nửa còn lại thì anh sẽ cắt ra khoảng 3 phần như thế này là được rồi. Tiếp theo, lá chanh chúng ta sẽ cắt sợi nhuyễn. Trời ơi, nãy em nhìn lá chanh em tưởng đâu bữa nay có món gà luộc á. Không ngờ cà ri chả cá mà cũng có lá chanh. Đúng rồi đó Minh Châu à. Chúng ta sẽ cho lá chanh chung với chả cá để làm nhân. Như vậy thì nó sẽ tạo nên cái mùi hương đặc biệt và có cái nét riêng của món này. Ớt sừng chúng ta sẽ đập dập. Phần cà bát này thì chúng ta sẽ rửa sạch, cắt ra từng múi vừa ăn. Sau đó chúng ta ngâm qua một tô nước có pha một chút chanh để giữ được cà bát được trắng. Phần ngò rí này chúng ta sẽ cắt nhuyễn để cuối cùng chúng ta rắc lên cà ri sau khi hoàn tất. Chả cá chúng ta sẽ cho vô cái tô như thế này. Nêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm Azigon. Bây giờ anh sẽ cho thêm lá chanh chúng ta cắt sợi vô nè. Quý vị lưu ý một điều, trước khi chúng ta chiên cà bát thì chúng ta phải nhớ làm cho cà bát thật là ráo nước. Như vậy thì dầu sẽ không bắn vào người chúng ta. Chảo nóng, anh sẽ cho dầu vô nè. Đây, sẽ cho lần lượt cà bát vô để chiên. Để tiết kiệm thời gian thì anh cũng sẽ cho hành tím vô chảo để chiên chung luôn với cà lúc này. Tiếp theo là ớt nè, anh cũng bỏ vô. Anh đảo lên cho nó thơm một chút xíu. Chúng ta sẽ cho ra riêng một cái dĩa nha. Tiếp theo sẽ là một sự bất ngờ rất là lớn và cũng phù hợp với ý nghĩa của ngày lễ tình nhân, là chúng ta sẽ trải cá ra một cái mâm và chúng ta sẽ ấn khuôn, và cái khuôn này có hình trái tim. Ủa? Đây, mình cho xem này. Hình trái tim, dễ thương quá quý vị khán giả ơi. Đây nè. Chúng ta sẽ lấy một cái mâm và quý vị khán giả nên nhớ là sẽ cho một chút xíu dầu lên cái mâm này. Chúng ta dùng cọ quét một lớp mỏng. Minh Châu nhớ là chúng ta sẽ ấn đều cái phần chả cá này. Để làm cho cái mặt chả cá này được mịn thì chúng ta sẽ úp nguyên cái khay này qua một cái khay khác, sẽ tạo được cái mặt ở dưới lên sẽ rất là đẹp. Bây giờ Minh Châu sẽ đảm trách phần ra những trái tim thật là đẹp. Đây, anh sẽ hỗ trợ Minh Châu để chuyển những cái khuôn trái tim này ra bên đây. Sao, cho em coi thành quả của mình coi. Trái tim rất là đẹp. Đẹp quá. Tiếp theo là chúng ta sẽ chiên vàng hai mặt chả cá. Minh Châu lắc sơ cái chảo để cho dầu tiếp xúc đều khắp nơi trên mặt chảo nha. Rồi, mở lửa lớn lên một chút xíu. Bây giờ màu chả cá rất là đẹp rồi nè. Dạ, đúng chúng rồi, ta sẽ cho đúng. Ra một cái dĩa. Chúng ta sẽ bắt nồi lên và chuẩn bị công đoạn cuối cùng là nấu cà ri. Chúng ta cho phần lúc nãy đã xào rồi vô chả cá nè. Và đậu đũa anh cho vô luôn. Chúng ta cho khoảng 500ml nước cốt dừa. Minh Châu ơi, sau khi cho nước cốt dừa vô, Minh Châu có biết công đoạn tiếp theo là cho cái gì vô nữa không? Có chả cá rồi. À, bột cà ri tiện dụng Aziquick đúng không? Chính xác rồi đó. Chúng ta sẽ cho một gói bột cà ri tiện dụng Aziquick vô thẳng trong đây luôn. Khi chúng ta cho bột cà ri vô, quý vị nhớ lưu ý một điều là giảm lửa nhỏ lại. Bây giờ anh Huy sẽ múc cà ri ra nha.
Đây, đậu đũa để điểm màu xanh xung quanh. Một ít ngò rí để nguyên nhánh lên cho đẹp. Ừ. Rồi, hành tím. Và ngoài ra còn có hành, nhìn cho hấp dẫn. Mời Minh Châu thưởng thức. Em cảm ơn anh. Thơm mùi nước dừa với cà ri quá à. Hương vị bên trong thì như thế nào Minh Châu? Không biết phải nói với anh Huyền về sao bây giờ. Bây giờ em không muốn nói, em chỉ muốn ăn nữa thôi, thì làm sao bây giờ? Vậy là món này rất là đạt rồi phải không? Dạ đúng rồi á, khi mà em vừa mới cắn vào là em gặp ngay một miếng đậu đũa đó anh Huy. Và cả cái mùi thơm rất đặc trưng của lá chanh nữa. Em khẳng định cái điều anh Huy nói là cho lá chanh tạo hương vị đặc biệt cho món ăn này là hoàn toàn chính xác. Món ngon. Trong tích tắc. Em xin cảm ơn anh Huy rất nhiều bởi vì món ăn rất ý nghĩa ngày hôm nay. Và Minh Châu cũng tin chắc rằng với món cà ri chả cá thì ngày lễ tình nhân sẽ trở nên ấm áp và nhiều ý nghĩa hơn nếu quý vị cùng chia sẻ với người thương yêu của mình. Thời lượng của chương trình đã hết rồi, Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Nhưng trước khi chia tay, hãy cùng nhau nhắc lại hai cách liên lạc với chương trình. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083-823-7557. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị một ngày lễ tình nhân thật nhiều niềm vui.